ក្រោយពីផ្ដួចផ្ដើមស្វែងរកជំនួយឧបត្ថម្ភចាំបាច់ផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់ម្ចាស់ចំការរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងឲ្យមានលទ្ធភាពអាចស្ដារការដាំដុះជាថ្មីរួចមកពេលនេះគម្រោងអន្តរាគមន៍គ្រោះមហន្តរាយកសិករបាននាំយកជីថ្នាំនិងថវិកាជូនដល់ដៃម្ចាស់ចំការរងគ្រោះហើយក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយក្តីសង្ឃឹមថ្មីតំណាងឲ្យគម្រោងទាំងមូលលោកគ្រូប៊ុនញៀងពេទ្យទូជាអ្នកឯកទេសផ្នែកកសិកម
nâng chùm nuôi đại bàm bà đo chú nội đơn thả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hay nâng bà cá chô trong cọm xa mạ chức cọm vẹ bà đông bà đá lòng nam bà lạc tạm tạ rết. Hai ruộng tên chùm mùi nâng lô bà thiên này cọm môn ngô kín. Lô có miền ăn ở xa hay nâng cọt chú chôm trê nâng cọm nất để dân kết nâng mùi chùm lại thống. Thay em tên miền ẩm nào chỉ trán tuy xâm nạng lô đại cọt bà chú máu. Hãy đi ai nhóm mua chấm này không nhóm ban mau pi không cầm ca nghi phong hai nâng mà cha chấm ca nó không sốt mai phong hai nâng bản đá sập rót chốn để cọt bỏ ra chỉ thôn thiên tít tui cái đấy tràn cái đấy nó không rùm nắng làm bài dương gió mà chạy đò chun đò cọt nấy ở vậy để nhóm đồng pưng đồng bôm một phát cứ nhóm đồng pưng cứ tha thôi chẳng ná còn mọi cọt bạn thực chất thôi chẳng ná ở cọt miền cái đấy sừng khum không ca bản tố vì xây cả giấc năm đó được năm trên mặt to. Đồng nang ngay cả xe cơ rung cụ tiếng ơ, lục ưu chìm, ảnh ưu bật thiên phùm rồi viếng miên chùm nạp ở rõm lưu ca bà đo chùn ní tiếng xe nam nhìn nhìn phong đại thả. Tạm phần đất mơ bài cá khơi thả chất sắp hệ rồi, nê ca khôi khát. Mình thả tùm năm trên rồi, tê tăng bị bốt đi tâu cứ khôi khát, bà bốt khôi mà rồi phê rồi. Tại thế bà hai trung xam phá bạch ta, khơi thả miên ở rõm ngôi thả ơ thằng khâm đá. Để gọi mọi khuyên thà, ông của Kriên bán cho tôi đó thọt sắp xa khuyên thà những ca chạp ở rộm. Và bà chú bán khuyên thà miền chú chỉ ưu bà thông, chỉ thạp bà ca, ưu bà thông chỉ cô nằm nằm. Và đôi chỉ ưu bà thông bà chạy chỉ tê, thân nằm thằng câu ấy đó bà chìa phổ rốt dương xe anh tiết, để nó không phùm thằng mù. Khuyên thà nhóm xông thà lại mà nó ở quân, chẳng phù. ในกรมหุ่นองค์กรกรีนนี่ทลายในกระดิ่งสังคมทำไมลูกโจรอ้นจีมาจ้าจมกาได้ร้องกาคุยคาตัวเรียนบุญร้อยห้าสัปดาห์รวมนั่งดำน้ำเชื้อหกทลายเซ็งเซ็งจีจ้านดำเตี้ยบานทลายจมนับอารมณ์ถ่ากรมหุ่นก็เจ้ามาช่วยบ้านจีทนำให้นั่งถักกามาจำนวนแล้วครูก็บ้านก็ได้เลยดิจิตโยตักให้นั่งโกนปุยเมื่อได้ปีหัตตาก่อนครูก็ได้ช่วย ออยยังมีกำลังเก็บต่อสู้ดำต่อที่ทูบันชราในมุมวัวยังคอยคาดอนุอัชราจึงจะมีสมัติเพียบแต่ไอตรูก็ต่อดำต่อต่อที่ได้วันใดก็บ้านที่จำรวนจับเจ็ดอายุก็ช่วยอบทอมยังกลมร้องก็ซาตาหล่อกลุ่มก็ให้นั่งกลมหุ่นก็กลิ้งกับการล้างก็ตาหล่อก็อันตรากุมันจะช่วยปีปีเจี๊ยบก็ได้หาในคอยคาดกลายเปียไว้ได้ลูกโจรอ่อนบ้านเลือกหลังมาจ้าชมกาปีรูปเทียดได้โรงพอลปักปอขลังพร้อมแต่งบ้านตัวจุ่มหนุยอบทอมปีกลมร้องผ่องได้กับบ้านบนไทม์
áo muộn sông ọc cun chỉ cả sẽ có để không bằng rồi ngay có quạt miên tụm đục tục chặt đôi chỉ khi chẳng cái chui dương khá dương bằng bàn về từ bạn con này nó mới mở cô lên về mạch về thử men tất đỏ rưu môi mình men tất đỏ dương về bảo men tất đỏ dương cài chia về chỉnh có mọi về hồ đây chọn cô lên về khôi cô lại giờ tí pi biết bảo tha về men tất lịch hai dân về men cô và hầu nhân men chi men này chỗ đó về ai men tất đỏ nó về đài đấy cho cái ơi phở nam phở chi tam cọt rồi về có mọi về đài cô vậy rùm tới về ban trên ban hà tập đào hay nam chi năng dạ về chủng luôn ban bảy năm ở nông trường bị hỏi đào nhóm xóm ở quân đo khu tu hay hàng cầm hòn có kìm nhớ nhóm ở quân
អ្វីដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ចំការនៅតំបន់នោះកាន់តែមានក្តីសង្ឃឹមទ្វេដងនោះគឺគម្រោងអន្តរការគមគ្រូមហន្តរាយកសិករមិនត្រឹមតែផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភចាំបាច់ដែលបានពីការសហការគាគរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកគ្រូប៊ុនញៀងពេលទួយក៏បានចូលខ្លួនធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសដល់បងប្អូនម្ចាស់ចំការនៅក្នុងតំបន់នោះក្នុងរយៈពេលវែងដោយមិនគិតប្រាក់កម្រៃផងដែរគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងអន្តរការគមគ្រូមហន្តរាយកសិករបង
ថាសកម្មភាពនេះនឹងជួយគាំទ្រប្រជាកសិករឲ្យមានទឹកចិត្តរឹងមាំក្នុងការដាំដុះឡើងវិញនិងបន្តអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងបន្ថែមទៅលើការដាំដុះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់